Diễn tả cho bằng gái nghe đi. Thật ra cũng không có mẫu hình, nhưng mà con lại thích mấy bạn mẫm mẫm xíu, mẫm mỉm xíu, rồi da hơi trắng, cười dễ thương, mặt đúng vui rồi đó vui con, y chang đó. Số con nha, cô nói thiệt con á, làm như là trời thương con á, nghĩ trong đầu là nó hết 99% luôn. Cưng lắm. Xíu mở rào liên cho con coi, bây giờ là rất là cưng luôn. Con đi với ai? Dạ con đi với chú ạ. À, trước đây là xin chào chương trình, là thứ hai là cũng nói sơ về chút xíu và về việc việc là một mẫu người rất là nghiêm túc trong vấn đề là làm việc về cái giờ giấc, cái mà sắp xếp công việc đó, rất là ok. Riêng về cô bên đây thì chú nói thật cái việc thì là riêng chú là chú nhìn là chú ok đó, còn không biết con làm sao. Rồi cảm ơn chú. Con đi với ai? À, hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp ạ. À, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con là đồng nghiệp cũ của chị Vi. À, chị Vi ơi, em thấy là anh bên đây chắc được 90% tiêu chuẩn của chị rồi đó. Với cả là em thấy là tư duy của anh cũng mở, cũng vui vẻ, hoạt bát, khá là trùng khớp với ý tưởng của mình ban đầu. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm về sau. Rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ tự quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi việc. Là con mời bạn ăn hả? Thì tùy con thôi, con không mời ai con mời. Chú ngồi đây chú bực lắm á, chú nhìn. Nhưng mà con mời chú nhìn cái da, đúng rồi con phải mời chú giao. Con mời kính lão đắc thật. Rồi cảm ơn con. Khoái này lắm nè. Con mời để cô nay làm gì làm đi. Rồi cô cảm ơn đó. Dạ. Rồi. Wow, mời bạn. Hai đứa này nói là chuyện vui nha. À... mời em chứ mời bạn gì em. Mời em. Mời em. Dạ ua với lại cơm trái này là cái sản phẩm anh đã kinh doanh được 5 năm rồi. Vì mời nhà trai. Một đứa hết con hả? Gì? Con nữa từ từ. Cái gì? Bữa nay bên đàn trai ta hoành tráng lắm à. Ủa vậy hả? Có. Trời ơi. Mời nhà gái giới thiệu về mình trước. Em là Phạm Ngọc Bảo Vi. Năm nay 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty của Nhật Bản. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Và quê em là ở Phú Yên. Bạn này á mặc đồ đen, tôi cũng mặc đồ đen. Bạn này quê ở Phú Yên. Bây giờ bữa nay tụi tôi sẽ nói tiếng Phú Yên. Em ơi, nói tiếng Phú Yên đi, cho hết hồn đi. Bên đàn trai giới thiệu bản thân mình đi em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng tất cả các vị khán giả có mặt ở phim trường. Thì con tên là Phạm Anh Việt. Thì hiện tại con 25 tuổi, kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh về một số vấn đề gì hả? Dạ thì hiện tại cái công việc chính của con là kinh doanh đồ ăn vặt. Ủa đồ ăn vặt gì vậy cưng? Con thì con bán da u với lại cơm trái. Rau củ quả. Tất cả mọi thứ muốn mua gì có đó. Rau củ quả thì cái này là ở nhà con rất là thích làm vườn, cho nên là cuối tuần hay về để đó. Trồng rau. Thấy chưa? Con chào cô. Bây giờ mình ăn cơm trái xong khát nước ăn da u. Trời ơi giỏi quá ta ơi. Ai, rồi. Mình nói với bà mối nghe biết là cái ưu điểm khuyết điểm của mình. Đúng rồi, con nói con nghe coi. Khuyết điểm của con thì giảm cân không bao giờ thành công. Giảm cân không bao giờ thành công. Tối là quyết tâm giảm cân nhưng mà sáng thì kiếm gì ăn. Tại vì con bán đồ ăn vặt mà. Con phải nêm nếm, con phải thử. Dạ đúng rồi. Đó thành ra làm không thể nào giảm được. Dạ, con hơi khó tính kiểu tại con làm bếp mà. Cho nên là cái bếp của con lúc nào cũng phải sạch gọn gàng. Ví dụ như đồ mà con để gia vị 1, 2, 3, 4 nhưng mà không thể thay đổi được. Bạn nào thay đổi là con sẽ không chịu. Tại vì con nấu phải nhanh. Cô hiểu rồi. Với lại nhìn vô là nó phải bếp phải hoàn toàn sạch thì con mới chịu. Kỹ tính. Dạ kỹ tính. Rồi. Cái đó cũng là một cái nhưng mà tốt mà. Cái này là rất tốt luôn á. Bây giờ mình nói ưu điểm đi. Mình nói khuyết điểm nhiều quá. Thì con được con làm đa ngành nghề. Thì con học đại học ra xong thì con sẽ không theo ngành của con. Thì con học chuyên ngành ngoại thương. Bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt. Con làm review mấy cái homestay rồi làm marketing đó cô, hướng dẫn viên du lịch mà kiểu tại con thích là take care mọi người cho nên đó là con hay đi tổ chức các tour đi để nấu ăn cho mọi người để kết hợp làm từ thiện. Nói chung là nếu mà vợ con sau này được nhờ con nhiều lắm đó. Chào anh. Ôi ôi xinh quá. Con nói cho ổng nghe đi là cái ưu điểm của mình là gì và khuyết điểm của mình là gì. Ưu điểm của con thì con rất là hòa đồng và con rất là vui tính, hòa nhập rất là nhanh so với mọi người. Tại vì công việc của con là nhân viên kinh doanh nên là con cũng chủ động. Con thì nấu ăn cũng gọi là ngon, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm thì con hay quên,
hơi hậu đậu, hơi khó tính. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì con có một mối tình hồi sinh viên rồi. Con cũng có một cái giống như bạn, là con hay hậu đậu, con kinh doanh buôn bán á, nhưng mà con quên thu tiền rồi. Thì hai đứa cùng hậu hai đứa cùng hậu đậu thì chắc chắn sẽ có hậu quả đó. Bạn trai là có mấy mối tình rồi? Dạ con có 3 mối tình. Dài nhất là bao lâu? Dạ dài nhất là 1 năm. Như vậy là mình lý do gì mình chia tay? Ngành của con là con thường đi công tác, con đi suốt à, về quê trồng rau rồi các thứ vậy đó. Bên nhà gái đang tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì em không cần phải quá đẹp, chỉ cần em nhìn thấy có cảm mến là được. Mà cảm mến là như thế nào bạn? Có nghĩa là nhìn thiện cảm với nhau là được rồi. Nhưng mà bạn có thích 6 múi hay là gì không? À, cái này thì em thích một cục hơn là 6 cục. Thích một cục hơn. Tại vì em thì không có thích quen chơi á, quen tạm á. Nếu mà thời gian mà con 23, 24 tuổi thì con sẽ chọn người đẹp. Ừ, còn bây giờ? Còn bây giờ 26 tuổi thì chọn người có chí hướng. Anh hãy là anh đi. Tìm mẫu hình lý tưởng thế nào, diễn tả cho bạn gái nghe đi. Thật ra cũng không có mẫu hình, nhưng mà con lại thích mấy bạn mẫm mỉm xíu rồi da hơi trắng, cười dễ thương, mặt đúng vui rồi đó vui con rồi. Y chang đó. Số ừ. Con nha, cô nói thiệt con á, làm như là trời thương con á, nghĩ trong đầu là nó hết 99% luôn. Cưng lắm. Xíu mở rào liên cho con coi, bây giờ là rất là cưng luôn. Con đi với ai? Dạ con đi với chú ạ. Trước đây là xin chào chương trình, là thứ hai là cũng nói sơ và chút xíu và về việc việc là một mẫu người rất là nghiêm túc trong vấn đề là làm việc về cái giờ giấc, cái mà sắp xếp công việc đó, rất là ok. Riêng về cô bên đây thì chú nói thật cái việc thì là riêng chú là chú nhìn là chú ok đó, còn không biết con làm sao. Rồi cảm ơn chú. Con đi với ai? Hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp ạ. Con xin chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con là đồng nghiệp cũ của chị Vi. Chị Vi ơi, em thấy là anh bên đây chắc được 90% tiêu chuẩn của chị rồi đó. Với cả là em thấy là tư duy của anh cũng mở, cũng vui vẻ, hoạt bát, khá là trùng khớp với ý tưởng của mình ban đầu. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm về sau. Rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ tự quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi việc. Là con mời bạn ăn hả? Thì tùy con thôi, con không mời ai con mời. Chú ngồi đây chú bực lắm á, chú nhìn. Nhưng mà con mời chú nhìn cái da đúng rồi, con phải mời chú vô. Con mời kính lão đắc hậu. Rồi cảm ơn con. Thái này lắm nè. Công mời cô. Để làm gì làm đi. Rồi cô cảm ơn. Đó. Rồi. Wow, mời bạn. Hai đứa này nói là... chuyện vui nha. Mời em chứ mời bạn gì em. Mời em. Mời em. Dạ ua với lại cơm trái này là cái sản phẩm anh đã kinh doanh được 5 năm rồi. Vì yêu nó cho nên là không có thời gian để kiếm bạn gái, cho nên là bây giờ anh sẽ hy vọng là sau này sẽ trao được nó cho em để em quản lý nó. Với lại nhà anh đang thiếu một người quản lý kinh doanh. Rồi đó, rồi việc bỏ ở đây cho bạn đi. Còn quá. Ở đó hai đứa nói chuyện nha. Con ơi, hay là giờ mình mời mỗi người cái ăn cho có đồng bọn đi. Dạ. Vậy đi. Đó, dạ, là chú ấy xem cho các. Thì tại vì mình là kinh doanh á, nên là mình cũng thích ăn nói, nên là mình nghĩ là cái quyển sách này thì nó hợp với mình đó. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Còn bây giờ mình đó, bên đây chưa khéo bên lắm đây thì đó, có bên được đây nè, đó cho bên nhà gái. Còn này nữa con tặng này bạn bầu giới thiệu bạn gái luôn nè. Cái này là rau sạch á, mình rất là thích làm trồng rau luôn á. Cuối tuần thì mình thường hay về quê á, xong cái mình trồng rau với lại nuôi mấy con gà. Nhưng mà đáng lẽ hôm nay là đủ 10 trứng mà hôm nay nó không đẻ, cái nó còn có 9 trứng. Con chờ hoài mà nó không đẻ, xong cái con đi lên đây sợ trễ giờ á, cái còn có 9 trứng là bạn đừng nói mình keo kiệt nha. Rồi bây giờ phần ăn uống đã xong nhưng mà đỡ con đúng hả? Con cỡ nịt bụng mà con mò quá rồi. Trời đất ơi, thiệt đúng là thiệt, có thật thà dễ sợ luôn. Tính cởi quần cái đây được chưa? Con sợ là bạn thích cái bạn sáu múi á, cho nên là con mang
con mang cái nịch bộn, nhưng mà cái bây giờ kìa, thấy cái mi, cái mi thấy bạn thích một múi cho nên là giờ tự tin rồi cỡ ra. Trời trời ơi, con coi đó, nó gì con mà nó nịch cái kia. Đã rồi. Con cũng thông minh à, chứ nếu mà con không mở ra là một hồi con xỉu tại đây mà mọi người không ai biết nguyên nhân luôn. Trời đó ơi. Bây giờ nín thở nó chuyện không nổi luôn, bây giờ nó đem qua cho cô Hồng Vân đeo đi con. Nè xin lỗi Linh nha, tôi là nature nghe, có sao nói vậy nghe, không bao giờ tôi xài nịch bụng. Vi đó, cảm nhận Vi thế nào? À, Vi mũm mỉm. Vi xinh đó Việt. Sao ta? Bạn nói đi, tôi không biết nói gì. Mình có sẵn sàng để mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Hay là mình lại lướt qua thêm một mối tình gọi là mối tình thứ tư? Đối với mình thì xưa giờ khi mà mình bắt đầu một mối tình nào đó thì mình cũng không nghĩ đó là mối tình để lướt qua, mình luôn luôn chú trọng vào đó. Nhưng mà đối với con sống không phải là tình yêu là tất cả mà cần phải hòa hợp để tiến tới hôn nhân, thì những mối tình trước thì mình cảm thấy là chưa hợp với mình. Mình nói trước là tại vì mình không có quá nhiều thời gian mà giống như là tuổi trẻ là để mỗi ngày phải chở bạn đi ăn đi uống hồi này đó. Nhưng mà mình sẽ lúc mà thời gian mà mình rảnh á thì 100% mình sẽ bỏ cái điện thoại và mình không dùng tới điện thoại để mình có thể bên cạnh người mình yêu. Cái đó là cái cách mình có thể chờ người bạn gái của mình. À, trước đây có một người từng nói với mình đó là họ có một cái thứ mà người ta không cho mình được, thì mình mới hỏi đó là gì, thì người ta mới nói đó là sự quan tâm. Mình cần người ta quan tâm nhưng mà người ta có người ta không cho mình. Mình cảm thấy là nó không phải là vì mình, nên là người ta ích kỷ, nên là mình không tiếp tục cái tìm hiểu cái người như vậy. Mình hỏi cho rõ là mình không cần một người luôn luôn ở bên mình, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hết. Nhưng mà một người mà người ta biết cân bằng, chứ không phải lúc nào cũng em muốn gì anh đáp ứng, không cần cái điều đấy. Mình có ngại khi quen một người nhiều tuổi hơn không? Đó là gu của Việt. Ồ, gu của Việt luôn hả? Dạ. Con lúc nào cũng thích máy bay á. Trời ơi. Em có suy nghĩ gì? Gì khi mà thấy anh có mập không? Không, vấn đề mập ốm nó không phải là vấn đề. Em thì trong bản đăng ký em có nói là em thích người lớn tuổi hơn em. Tại vì họ có suy nghĩ chín chắn và em học hỏi từ họ. Nhưng mà lên đây là bạn anh đây là coi như là bằng em đi, thì em không biết là cái suy nghĩ của bạn có chín chắn hay chưa, nhưng mà cái định hướng của bạn thì không phải ở cái tuổi này, không phải ai cũng làm được. Mình đi làm từ thiện thì mình rất là thích điều đấy. Còn cái vấn đề ngoại hình thì nó không có lẽ gì á. Chúng ta giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau tiến tới, nói một câu nào đó hoặc hát một bài nào đó tùy cảm xúc của mình. Con không biết hát đấy. Nắm tay không đi, nói gì nói mạnh mẽ lên nào. Chúng ta cùng cái mà kéo quần hoài vậy. Rồi đó, đó. Bây giờ Việt muốn nói gì với Vi, Việt nói đi. Đó đó, vậy đó. Thấy tay em nắm không? Anh kiểu ở ngoài á hay xàm lắm á, kiểu khùng khùng với, nhưng mà ở trong thì cũng hơi ấm áp. Thì với lại anh hay khùng khùng, có những mấy chuyện mắc cười lắm. Nhưng mà nếu mà em chịu được cái người nhây nhây thì bấm. À, Vi hát đi, Vi hát chút cũng được nữa Vi. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dân trao, và em gọi anh trong anh sao, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Hay quá. Quyền quyết định là của các bạn, để tay vào nút bấm đi. Các bạn đủ lớn để quyết định điều đó. 3, 2, 1, hết thời gian. Có chọn, chúc mừng. Có chọn. Đó, hốt được hàng rồi đó, nắm tay đi. Mày. Nắm tay. Đó. Cô gái là chững chạc hơn đấy. Việc có thể là do buôn bán, là do quá nhiều công việc ngoài. Cố gắng mình chững chạc chút xíu nữa. Hai bạn mà kết hợp với nhau thì mỗi người sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều. Hai đứa cố gắng nha. Rồi, bây giờ xin phép. Con xin phép bác. Hôn em.
cha con hôn em. Hôn ta hả con? Hôn má. Thôi nhưng mà dán cái tóc lên hôn má. Hửi tóc hay gì? Để lát về nhà hôn. Không, cái phọt mắt ta là phải vậy. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.